Linh cảm giác như một miếng pizza đấy ném chó chó chết luôn ấy, bởi vì nó rất dày rất nặng, cảm giác rất ngấy luôn ý. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Hôm nay lại là thứ năm và chúng ta lại gặp nhau trong channel Ninh Tito với một clip ở nhà ăn cả thế giới. Ngày hôm nay thì Ninh sẽ bật mí cho các bạn một cái nội dung mà Ninh sẽ làm theo yêu cầu các bạn. Đó chính là Ninh sẽ so sánh 3 loại pizza ở 3 cửa hàng khác nhau đang phổ biến ở trong giới trẻ hiện nay, để xem là cùng với một cái size bánh như thế thì giá cả như thế nào, chất lượng như nào. Chắc là Ninh sẽ order cùng một loại bánh đi. Và có lẽ là cái loại bánh mà mọi người hay gọi nhất đó chính là bánh Hawaiian. Thì trong cái bánh đó nó sẽ có là dứa, thịt nguội và phô mai, rất dễ ăn luôn, ai cũng ăn được và không bị ngấy. Thì Ninh nghĩ Ninh sẽ order loại này ở quán nào nhỉ? Trước khi giới thiệu thành phần chính là ba chiếc pizza mà Ninh order về thì Ninh sẽ giới thiệu cho bạn về cốc này. Thật ra cái cốc này thì Ninh đây mua ở CGV này. Nhiều bạn hỏi lắm, cái kiểu đây là nhân vật ở Gudetama, Ninh còn không biết cơ, nhưng mà cháu Ninh nó đến nhà và nó biết là tại sao cậu lại có cốc Gudetama. Thì đây cái cốc khá là xinh xắn, Ninh mua theo combo ở CGV đấy, các bạn đừng hỏi nữa nhá. Đây chính là đồ ăn của chúng ta ngày hôm nay. Pizza Hut. Ta-da, một chiếc hộp rất xinh xắn, màu đen đỏ. Ninh rất thích cái cách phối màu của nó luôn, bởi vì Ninh thích cái tông màu này. Domino Pizza. Màu xanh này thì Ninh cũng được. Ninh không thích màu xanh dương lắm, với cả nó cũng không hợp mệnh của Ninh ấy. Và đây, chúng ta sẽ có một cái hộp to đùng Alfresco. Trong ba cái giá của cái pizza này thì các bạn thử đoán xem cái nào là đắt nhất. Đương nhiên rồi, cái nào to nhất là đắt nhất chính là cái hộp này. Đây là ba cái bill. Cái bill màu hồng, bởi vì nó có cả VAT nữa nên là nó hơi đắt. Đây, cái phí của một chiếc bánh này là 215.000 size vừa. Thêm thuế vào thêm 10% nữa thì nó là 236.000 các bạn ạ. Chưa kể tiền ship nha. Cái bánh Domino có giá 129.000. Cái này bao gồm cả thuế rồi, còn giá gốc của nó là 117.000. Còn cái Pizza Hut này thì giá là 129.000, chả có thuế. À có thuế. Thì hai cái này bằng nhau, hai cái này bằng giá nhau. Và riêng cái này là 215.000, 230.000. Quá đắt. Nhưng mà để xem chất lượng như thế nào nhá. Bây giờ Ninh sẽ mở từng hộp ra và Ninh nghĩ là cái hộp này bắt mắt nhất, Ninh sẽ mở ra trước. Wow, ngon quá. Đây chính là chiếc Hawaiian của Domino các bạn ạ. Cái này thì là nó là đế thường đúng không bạn quay phim? Ừ, đế thường. Thì cái đế thường ở Domino nó hơi mỏng, nên phải nói trước với các bạn như thế. Đấy, Pizza Hut. Wow, nhìn ngon quá, chiều nay phải đi tập thôi. Đây chính là chiếc pizza của Pizza Hut. Nhìn đế nó dày hơn và cảm giác như là nhân nó cũng ngon hơn đấy các bạn ạ. Chết rồi, hết chỗ để mở luôn. Đây chính là Alfresco. Ta-da. Ui dồi. Cái pizza về size lớn nhất thì đây là lớn nhất. Cái Alfresco lớn nhất. Cái này nhỏ nhất, cái này vừa. Về cảm quan thì cảm thấy như là cái của Alfresco là ngon nhất. Cái này ngon cũng được. Và cái này thì cảm giác như là bởi vì nó mỏng quá nên là nó hơi bị không bắt mắt bằng hai cái này. Thì đấy là về cảm quan, là về size. Hầu như tất cả các hàng pizza họ đều dùng tương cà và tương ớt của Charlie Mac. Đây, chỉ có điều là tùy từng cái hãng pizza mà họ sẽ có thêm cái logo lên phía trên như thế này thôi. Ví dụ đây các bạn nhìn mặt sau thì đều là tương cà của Charlie Mac này. Nhưng mà lên mặt trước thì sẽ có một bên là Pizza Hut và một bên là Domino. Cả hai cái hãng này đều có ưu điểm là rất nhiều tương cà tương ớt, như kiểu là nhân viên bốc một lô lên cho mình xem luôn ý. Đó, như thế này rất là nhiều, Domino lúc nào cũng cho nhiều như thế này. Còn Pizza Hut thì Ninh nghĩ thế này là đủ rồi, bởi vì bánh của họ nó cũng không to lắm. Riêng Alfresco hai gói tương cà chứ còn không có tương ớt cơ. Thì nhưng mà ở đây thì có một ưu điểm là họ dùng tương cà của Heinz. Tương cà và tương ớt của Heinz thì cái giá thành của nó khá là đắt.
nhưng mà cũng không đến mức một cái bánh to đùng như này cho hai cái gói tương cà thế này chứ thì ăn thế nào được. Ta, 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 ta. Ít quá trời, hai gói làm sao mà ăn hết được đây. Có lẽ là Ninh chỉ bóp vào một nửa. Thôi chết, nhớ mình không ăn hết thì làm sao ta. Cái việc bóp trước này thật là ngu ngốc, bởi vì tương cà nếu mà để lâu ở ngoài trời quá thì nó sẽ kiểu bị quánh lại và cái mặt nó rất là cứng. Nên Ninh nghĩ là Ninh sẽ thử theo thứ tự từ đây qua đây. Bắt đầu từ Pizza Hut. Wow, cái đế nó dày cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Đây là một miếng pizza ở Pizza Hut. Pizza Hawaiian. Cái phần đế nó rất là dày. Và phía trên có phô mai, có thịt nguội và có dứa. Cảm giác dứa ở đây hơi ít. So với tổng thể thì dứa ở đây hơi ít. Tương cà, tương cà, tương cà. Mời các bạn nhá. Đế tuy dày nhưng mà mềm cực kỳ luôn ấy. Cho thử miếng nữa. Rất là ngon. Cái dứa thơm ngọt, nhưng mà cái thịt hơi mặn. Cái phần thịt nguội này nó hơi mặn các bạn ạ. Từ cái đợt mà Pizza Hut họ bắt đầu nâng cấp lên viền phô mai thì Ninh bắt đầu cảm thấy nó ngon trở lại. Và dạo gần đây thì họ còn thêm cả cái đế bánh matcha cơ, cũng rất là ngon. Thì các bạn có thể thử. Còn đây Ninh gọi cùng một loại ở ba quán cho mọi người cùng trải nghiệm. Đó là về bánh pizza Hawaiian của Pizza Hut. Ở đây thì Ninh sẽ lấy một phần bánh của... Không, cái bánh này đắt nhất Ninh để sau cùng. Ăn gọi là ăn dè. Ninh sẽ lấy một phần bánh của Domino. Quên mất không order cái đế dày. Bởi vì là Domino cái đế của họ siêu mỏng ấy các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này. Nó siêu mỏng luôn ý, đây là cái đế thường của họ đấy. Mỏng kinh khủng. Ninh sẽ lại tiếp tục cho tương cà lên. Tương cà giống nhau, chili mix giống nhau nên Ninh sẽ cho lên luôn. Lần đầu tiên Ninh ăn cái pizza của họ và Ninh chợt nhận ra là khiếp, mình đang ăn nhân chứ mình có chả ăn đế luôn ý. Bởi vì đế của họ siêu mỏng. Mời các bạn nhé. Pizza Domino. Bánh này thơm hơn, cái phần dứa thơm hơn. Và như Ninh nói ấy, các bạn sẽ không cảm nhận được quá rõ cái phần đế bánh đâu bởi vì nó quá mỏng. Nhưng mà nhân rất ngon. Nhất phải thịt nguội không? Họ nó làm bị quắt quá. Tức là họ nướng hơi lâu. Nên là nó dai lắm, cái phần thịt nguội nó dai lắm. Ăn không cảm nhận rõ được vị thịt cơ. Nên Ninh mới lăn tăn không biết đây là cái phần gì. Bên này cảm giác không bị bứ hơn bên này. Và cũng thơm hơn nữa, cái dứa đây thơm thật đấy. Al fresco, chiếc bánh đắt nhất trên cái bàn này. Ta-da! Nhìn một miếng bánh này các bạn, ngon không? Nhìn ngon nhưng chưa chắc đã ngon nhá, nói cho mà biết nhá. Như thế này này các bạn ạ. Cái phần sốt cà chua ở đây thơm hơn. Nó rõ cái mùi sốt cà chua hơn chứ không rõ cái mùi dứa. Phần thịt nguội thì chín tới. Và cái đế bánh này thì dẻo dẻo. Nhưng mà cái cà chua hơi chua quá. Hoặc là tại vì họ chọn cái quả dứa nó không được ngọt ấy. Nên là cảm giác không át lại được cái vị chua của cà chua. Hơi chua. Nhưng mà thịt ngon. Thịt ở đây nó vừa chín tới luôn. À, nó chín rồi. Nó không bị quát thôi.
đế của Alfresco khô hơn đế của Pizza Hut. Ăn cái phần này nó dai á, lâu lắm rồi mình không ăn pizza bởi vì là PT ở phòng tập mình không cho ăn. Khi nào anh quay buộc phải có đồ kiểu có tinh bột anh ăn, còn nếu mà anh không phải quay thì anh ăn nhẹ thôi, ăn ít thôi để còn tập cho nó lại, chứ còn không thì ăn như lúc quay thì thôi anh cũng lại anh không bao giờ anh giảm được cân, thậm chí giữ cân còn không giữ được cơ. Nếu mà xét về giá 129.000 thì Ninh nghĩ là hai cái này đều ổn. Nếu mà bạn thích ăn ngon, nếu mà bạn không thích ăn bứ mà thích ăn thơm với cái hương vị thì các bạn có thể ăn cái này. Nếu mà các bạn thích kiểu ăn nó no và nó vị nó hài hòa ăn được thì ăn cái này. Còn nếu mà các bạn muốn một cái phần ăn nó hài hòa tổng thể tất cả mọi thứ, không có cái gì quá xuất sắc nhưng mà nó to, riêng cái này Ninh nghĩ là nó to hơn hai cái này luôn ấy, thì các bạn có thể gọi cái này. Tất nhiên cái giá của cái này nó sẽ cao hơn rồi, cái này giá cao nhất, hai cái này hương vị ổn nhất đó. Thì đại loại là Ninh nghĩ đấy là cái so sánh của Ninh ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Ninh cũng xin phép là ăn tiếp. Có bạn nào chỉ thích ăn tương cà không thích ăn tương ớt như Ninh không? Thực sự tương cà nó là một cái gì chất xúc tác nó rất là ngon, khiến cái hương vị nó thơm cực kỳ luôn ý. Đó, cứ phải cho nhiều vào mới đã. Thỉnh thoảng ngày xưa Ninh cũng hay gọi pizza về ăn một mình, nhưng mà thường không ăn hết. Và nếu mà không ăn hết thì Ninh nghĩ là đừng nên quay, để quay nó sẽ làm chảy bánh nè, nó sẽ kiểu nhũn hết cả ra. Thì các bạn có thể cho vào một cái chảo không dầu, các bạn làm nóng lên, các bạn cho pizza vào, các bạn làm nóng nó ở trong cái chảo không dầu đấy. Hoặc là bạn nào mà có nồi chiên không dầu ấy, các bạn cho vào, hoặc là lò nướng cho vào. Đừng bao giờ cho vào lò vi sóng quay, nó nhũn hết cả bánh ra luôn. Sốt cà chua ở đây cũng thơm, của Domino. Ui cái dứa thơm lắm ấy. Ngọt, ngọt lắm. Nhân tiện nói chuyện về các cái vị của pizza thì Ninh thấy là khi mà họ về Việt Nam, họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều option cho mọi người. Ví dụ như ai thích ăn chay thì hầu như các hàng pizza bây giờ đều có các pizza chay rồi, thì nó không có thịt. Nhưng mà với những người ăn thịt thì họ sẽ có những cái phần meat lover, rất nhiều thịt ở trong đấy luôn. Ngoài ra thì bây giờ các cái hãng pizza cũng cho đều ra mắt những cái promotion, những cái chiến dịch gọi là khuyến mại. Có những hãng pizza thì mua một tặng một hàng ngày, có những hãng pizza thì sẽ kiểu thứ mấy sẽ tặng cái gì, có combo gì các thứ. Thì các bạn nên lên website của họ và xem tất cả các cái chương trình khuyến mại, xem là cái nào phù hợp với cái bữa trưa, bữa tối của mình ngày hôm đó để có thể order. Cái đấy thì Ninh xin phép không so sánh trong clip này luôn, bởi vì là mỗi một cái họ sẽ có một cái chiến lược khác nhau. Bên cạnh những cái hàng pizza nhanh như thế này thì sẽ có thêm một số những cái hàng nó cao cấp hơn. Ví dụ như là Cowboy Jack thì họ sẽ có những cái pizza siêu tươi khổng lồ mà ngấy. Ăn một miếng rất ngon nhưng mà các bạn không bao giờ có thể ăn hết được luôn. Nên là Ninh mà đi ăn kiểu Cowboy Jack thì Ninh toàn phải mang về, bởi vì đến đấy còn phải ăn sườn chứ. Sườn Cowboy Jack ngon lắm. Ngoài ra thì có Pizza 4P, kiểu pizza của Nhật nhưng mà hơi fusion một chút, có rất là nhiều vị cũng như là cái cách phục vụ. Nhưng mà cái hàng đấy thì rất đông, các bạn phải đặt bàn trước, hoặc là họa hoàn lắm nếu mà các bạn đến thì sẽ phải đợi một lúc thì mới có bàn. Loại nhiều cheese thì là ngon nhất. Và sau đó thì Ninh phải ăn mì cua ở đấy nữa. Mì cua ở 4P rất ngon luôn. Ninh không hiểu sao có những cái bạn mà ăn được cái pizza 50-70 để lấy 5 triệu. Thực sự là Ninh cảm giác như một miếng pizza đấy ném chó chết luôn ý. Bởi vì nó rất dày, rất nặng, cảm giác rất ngấy luôn ý. Thậm chí là trong cái quá trình ăn một tiếng họ còn cho người ta đi nôn mấy lần, xong rồi uống bao nhiêu nước cũng được. Nhưng không hiểu. Thực sự là nó cũng là một cái thử thách để bạn nào thích ăn có thể vượt qua thôi. Mà nó hại dạ dày, hại sức khỏe kinh khủng khiếp luôn ý. Và cảm giác cái việc ăn nó không ngon nữa. Như Ninh này này, vừa ăn vừa review nó đã không ngon rồi, đây còn ngồi mà. Thì làm sao mà ngon được. Xong ngấy pizza mất cả tháng, mất cả năm luôn ấy, không bao giờ ăn pizza luôn ấy. Đấy lý do vì sao mình không bao giờ ăn những thứ siêu to khổng lồ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay và hy vọng là các bạn đã có thêm một số những cái nhìn. Thật ra đây chỉ là một vị bánh thôi,
thì các bạn có thể xem qua để tham khảo, chứ không phải là một cái kim chỉ nam để các bạn nhất quyết là đến quán đấy phải như thế. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên fanpage Ninh Tito để không bỏ lỡ bất cứ một cái clip hay ho thú vị nào, cũng như là xem các cái cảnh mà Ninh ăn uống làm sao cho thú vị và hấp dẫn để các bạn không bị cô đơn trong các bữa ăn một mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt pizza nhé. Tạm biệt cho chân phụ. Vừa trước mình có bảo với cả các bạn là vì cái ba cái bánh pizza nên là bây giờ mình phải đi tập, và cuối cùng thì mình đã phải đi tập rồi đây. Các bạn nhớ nhé, nạp bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải đi đốt bấy nhiêu để không bị béo. Đấy là bí quyết của Ninh, còn các bạn thì cố lên.